Từ xa xưa, những người dân Việt Nam, mà đặc biệt là những người con của đồng bằng Bắc Bộ, đã thuộc nằm lòng câu: nhà có nóc, làng có cổng. Cổng làng ra đời từ rất sớm, gắn liền với sự hình thành và phát triển của một ngôi làng. Thuở sơ khai, cổng làng có vai trò làm cột mốc phân chia phần đất thổ cư và phần đất canh tác. Trải qua thời gian, cổng làng đã trở nên thân thuộc và có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của con người. Dù lớn hay nhỏ, dù xây bằng gạch, ghép đá hay bằng tre nứa, thì cổng làng vẫn giữ vai trò là dấu ấn minh chứng cho một nếp làng đã được công nhận trong tiềm thức của những người dân trong vùng. Với mục đích tìm hiểu về cuộc sống phía sau cổng làng, chúng tôi đã có chuyến đi dài đầy thú vị. Bắt đầu chuyến hành trình, chúng tôi đi dọc theo quốc lộ 32 về Sơn Tây. Chúng tôi đến với khu làng cổ Đường Lâm, trong đó có cổng làng Mông Phụ, là một trong những ngôi làng còn giữ được cổng nguyên vẹn như ban đầu. Cổng làng Mông Phụ được xây dựng từ năm 1833, là một trong những cổng làng có niên đại sớm của vùng nông thôn Bắc Bộ. Nếu ai đã một lần đến thăm làng, nghe tiếng bước chân mình rộn lên nền gạch dẫn vào làng, hay chạm tay vào lớp đá ong xù xì mát rượi của chiếc cổng làng, đọc mấy chữ "Thế hữu hưng ngơi đại", tức là thời nào cũng có người tài giỏi, sẽ cảm thấy như có một điều kỳ diệu nào đó vẫn còn tiềm ẩn dưới lớp đá dày trầm mặc. Trải qua thời gian, làng Mông Phụ vẫn giữ được hầu hết các đặc trưng cơ bản của một ngôi làng người Việt, với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình. Bước chân qua cổng làng, chúng tôi như lạc vào không gian của làng thơ Bắc Bộ thuở nào, bởi làng vẫn giữ được những giá trị truyền thống mang đậm dấu ấn của một nền văn minh lúa nước. Nét riêng của Đường Lâm đó chính là kiến trúc làng với những ngả đường đặc màu thổ hoàng. Đường làng hình xương cá, gồm một trục chính với rất nhiều ngõ nhỏ thông với nhau. Người làng đi đường nào cũng về đến nhà. Đường Lâm còn nổi tiếng với những ngôi nhà cổ kiến trúc từ thế kỷ 17-18. Nhưng đặc biệt hơn, Đường Lâm là đất địa linh nhân kiệt, là mảnh đất sinh ra hai vị vua, đó là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và Ngô Quyền. Phùng Hưng là người có công lao to lớn trong sự nghiệp chống lại Ách Đô Hộ của nhà Đường thế kỷ thứ 8. Ngô Quyền đã chỉ huy đánh tan giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng, kết thúc cuộc đấu tranh giải phóng, giành độc lập tự chủ cho đất nước vào năm 938, mở đầu cho kỷ nguyên phong kiến độc lập tự chủ trong lịch sử Việt Nam. Được ban cho nhiều lợi thế nên ngày nay Đường Lâm đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn của du khách gần xa. Đáp ứng nhu cầu của khách, xung quanh đình làng Mông Phụ có nhiều quán nước nhỏ mọc lên. Nhưng điều đó không có nghĩa khách du lịch khi bước chân vào làng phải đối mặt với những lời chào, những cánh tay níu kéo mất lịch sự. Nói như vậy không phải người Đường Lâm không hiếu khách, cũng chẳng phải họ thờ ơ. Đơn giản vì họ quen với sự nhẹ nhàng, tao nhã và không khách sáo từ lâu đời. Có lẽ những ai lớn lên ở làng đều có những giây phút và khoảnh khắc êm đềm, đẹp đẽ. Bởi nếu như ngôi nhà là nơi trở về sau mỗi ngày, thì làng quê là nơi trở về sau những chuyến đi dài của cuộc đời. Với chúng tôi, những con người sinh ra ở vùng đất hai vua này đều may mắn, bởi dù có đi đâu, họ vẫn có một niềm tự hào, đó là họ có một chốn để quay về. Địa điểm thứ hai mà chúng tôi đến đó là làng Chuông thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Ngay từ xa, chúng tôi có thể nhận ra làng Chuông bởi cái cổng lớn hiện đại màu xanh da trời. Cổng được xây dựng ở đầu làng chính là sự giới thiệu với khách thập phương về lai lịch, nét đặc trưng của làng. Cổng làng không chỉ tồn tại và gắn bó với cuộc đời nhiều thế hệ dân làng,
mà còn mang ý nghĩa như những sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của những người đã sinh ra tại nơi này. Ghé thăm một nhà, được chứng kiến người dân phơi lá, là lá, nắn vòng, câu nón, mới thấy hết được sự công phu khi làm ra một chiếc nón. Nghề làm nón ở làng Chuông có từ xa xưa, tương truyền xuất hiện vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20, khi cụ Hai Cát, một nghệ nhân làm chuông học nghề từ Thanh Hóa về dạy cho dân. Từ đó nghề làm nón ngày một phát triển. Đã là người làm chuông thì từ cụ già trên 80 tuổi đến em bé 6 tuổi, từ nam giới tới phụ nữ đều có thể làm từ lúc bắt đầu cho đến lúc chiếc nón hoàn thành. Ông Trần Canh chính là một người con của làng Chuông. Sau hơn 30 năm kháng chiến đánh giặc, ông trở về với thôn tộc 2/4 cùng mối lương duyên của ông với người con gái xứ Nghệ. Về làng, ông Canh thấy chẳng còn ai biết làm nón cổ và xót xa khi chứng kiến nét đẹp của quê hương đang dần mai một. Ý chí không ngại gian khổ của anh bộ đội cụ Hồ đã thôi thúc ông khôi phục lại nghề truyền thống của làng. Dù chỉ còn một chân, nhưng ông đã gắng rong ruổi khắp chốn đến các vùng Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình tìm mua những chiếc nón thúng quai thao, nón dân tộc Thái cũ, nón chóp về làm mẫu. Tìm được, ông mang về làm thử. Những sản phẩm đầu tay không được như mong muốn. Có những lúc ông đã chán nản định bỏ nghề, nhưng rồi tình yêu nghề cùng với quyết tâm khôi phục lại nghề cổ truyền của quê hương đã thôi thúc ông làm tiếp. Trời không phụ công người, nhưng cố gắng của ông Canh đã được đền đáp. Cho đến hôm nay, không ai trong làng Chuông không biết đến tên ông, không biết đến những sản phẩm tinh xảo mà ông đang làm ra mỗi ngày. Và người vợ hiền chịu thương chịu khó của ông, tuy không sinh ra tại làng, nhưng cũng đã thành thục việc làm nón từ khi nào, cũng không ai biết nữa. Trải qua thời gian, trong thời kỳ cả nước hội nhập, nghề làm nón của làng Chuông không mất đi mà ngày càng phát triển, bởi trong làng còn có ông Canh, con cháu ông và biết bao nhiêu người dân khác đang ngày đêm cần mẫn làm nghề. Nón làng Chuông từ chỗ là mặt hàng phục vụ các bà các chị ở làng quê thì đến hôm nay những chiếc nón này còn là mặt hàng lưu niệm mang giá trị văn hóa cho đông đảo du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm làng. Đi dọc triền đê của làng Chuông vào một buổi chiều để ngắm nhìn những làn nắng vàng rọi xuống từng bó lá xanh mướt, ta sẽ thấy một cảm giác sảng khoái sau những ngày tất bật ngược xuôi. Bước trên con đê này, ngắm nhìn những người dân lao động trong làng đang khẩn trương thu lá về, mỗi chúng tôi đều có thể nhận thấy dù cuộc sống có biến đổi nhưng nghề nón ở làng Chuông vẫn tồn tại cho đến mãi sau này. Rời làng Chuông, chúng tôi đi thêm khoảng 20 km nữa là đến làng Ước Lễ, cách trung tâm Hà Nội gần 50 km. Làng Ước Lễ vốn có một cổng trước, một cổng sau. Cổng chính nằm ở đầu làng, được xây từ thời Mạc. Cổng hình vòm cuốn, mái cong vút. Hai cột bên và trên hai mặt đều đắp nổi chữ Hán. Thoạt trông cổng như một gác chuông chùa, nhưng lại gây một cảm giác chế ngự của một công trình quân sự. Cổng làng Ước Lễ có dáng chung là hình thang, cao 6m, ngang 12m, được xây bằng gạch chỉ nung đỏ. Chất liệu xây dựng và làm mái hoàn toàn bằng gạch và bê tông bề thế, với ý nghĩa ngăn chặn kẻ thù. Trên mặt trước cổng có đắp nổi ba chữ Ước Lễ Môn, tức là cổng làng Ước Lễ. Nếu kiến trúc của cổng thành xưa thường có sông hoặc hào đào bao quanh, thì cổng làng Ước Lễ cũng có lạch nước phía trước mặt. Người ra vào làng sẽ đi qua một cái cầu bắc qua lạch nước này. Ngoài giá trị bảo vệ, lạch nước và chiếc cầu này đóng một vai trò không nhỏ, làm nên vẻ đẹp nên thơ cho cổng làng Ước Lễ.
hai bên trụ cổng dưới còn được trang trí hình cá chép như nhắc đến tích cá vượt Vũ Môn. Hình ảnh cá chép thể hiện trên cổng gần gũi với thực tế, đường nét sinh động. Phía trên vòm và mặt cổng được xây một vọng lâu có mái che cong vút. Vọng lâu trước đây chỉ có tác dụng như chòi canh gác những kẻ xấu hay địch xâm nhập làng. Ngày nay, nó chỉ có tác dụng làm đẹp cho cổng làng và để trong những ngày hội, làng sẽ treo cờ trên đó. Ở mặt sau cổng có chữ Thiều Cao Đại, xuất phát từ tích truyền xa xưa của cha ông truyền lại, với mong muốn sau này con cháu trong làng làm khoan to, cổng làm cao thì xe ngựa mới đi vừa. Chữ khắc ở phía sau để những người dân đi ra khỏi cổng đọc được sẽ tự nhắc mình phải có chí học hành để được thành đạt trong cuộc sống. Ước Lễ là làng duy nhất trong 4 thôn làng ở xã Tân Ước có nghề truyền thống làm giò chả nổi tiếng khắp Nam Bắc gần xa. Vậy mà khi bước chân vào làng, chúng tôi không nghe thấy những tiếng giã giò lách cách hay hình ảnh những người dân nơi đây ngồi gói giò như đã hình dung. Hỏi ra mới biết, những người biết làm nghề ở Ước Lễ đều không làm tại địa phương mà đi khắp các nơi để sinh nhai, đến ngày giỗ tổ hay lễ Tết mới trở về quê hương. Những ngày thường trong làng chỉ toàn người già và trẻ con. Ngoài làm ruộng, họ làm những nghề thủ công như khâu mũ, khâu nón để có thêm thu nhập. Không khí tĩnh lặng tại làng, nhất là vào những ngày mưa buồn như thế này, khiến cho những ai một lần đến với làng Ước Lễ không khỏi chút bùi ngùi, tưởng nhớ. Nói đến cổng làng, nếu không nhắc đến nhà nghiên cứu dân gian Vũ Kiêm Ninh, thật là một thiếu sót đáng kể. Sinh ra và lớn lên ở làng Bưởi, An Thái, nơi có nhiều chiếc cổng làng to đẹp. Với chiếc máy ảnh Canon cũ, ông Ninh đã chụp hàng trăm bức ảnh về những chiếc cổng làng. Sự ra đời của cuốn Cổng làng Hà Nội xưa và nay cùng với 109 tấm ảnh về cổng làng của Hà Nội như là một phần thưởng cho 10 năm nỗ lực đi khắp đó đây để tìm hiểu về cổng làng của ông. Nhiều người muốn tìm hiểu về cổng làng đều phải tìm đọc cuốn sách này. Đọc rồi mới biết, ông ham chụp cổng làng vì ông sợ vào một ngày nào đó nó sẽ mất đi. Về cái cổng làng ấy, thì nó là bản sắc của văn hóa Việt Nam. Nhưng mà nếu mà nói cho ngắn tắt thì cổng làng có ba cái đặc biệt. Thứ nhất là cái nét kiến trúc của nó. Có những cổng làng làm hai tầng, gọi là cổng làng Thượng Gia Hạ Môn. Có những cổng làng làm một tầng thì gọi là cổng làng một kiểu một gian. Đấy là kiểu thứ nhất. Cái thứ hai là cái nét kiến cái chữ nghĩa trên cổng làng, cái đại tự của cổng làng và câu đối của cổng làng. Khi người xưa viết đại tự lên cổng làng, viết câu đối lên cổng làng là đều dạy bảo con cháu là ra đường hoặc đi về đọc lên đây thì mà hiểu. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là cái nét văn hóa làng. Các cụ có câu rằng là nhập hương vấn tục, khi vào làng phải hỏi các vấn đề khác, thì tôi cũng phải đi hỏi các cụ để biết được là làng này phong tục tập quán ra sao, cách lễ hội của làng ra sao, và những cái hương ước, cái tình cảm trong họ hàng ruột thịt của làng ra sao. Đấy là ba cái điều đặc biệt. Bởi thế cho nên tôi hết lòng hết sức và đi tìm những cổng làng để chụp ảnh. Trong hành trình tìm hiểu phía sau cổng làng, chúng tôi may mắn được cùng ông Ninh đến với làng Cự Đà, một ngôi làng cổ còn giữ được những nếp nhà cách đây đã non nửa thế kỷ. Dừng chân trước cổng làng Cự Đà, chúng tôi mới thấy hết được những đổi thay không đáng kể dù thời gian có vùn vụt qua đây. Trên vòng cổng làng có chạm hai chữ Trung Tín. Người làng mỗi khi đi về qua cổng, nhìn thấy hai chữ ấy sẽ tự nhủ mình làm ăn sinh sống nơi đâu, trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ cái đức trung thực, tín nghĩa. Trong chuyến đi của mình,
ông Ninh đã tìm đến nhà ông Vũ Văn Thân, là người đã gần 70 năm sống và gắn bó với làng Cự Đà. Qua những câu chuyện, những lời hỏi han, ông Ninh được biết nghề miến của làng làm quanh năm. Nhưng cứ vào độ thu về, khi mùa cưới hỏi bắt đầu, cũng chính là thời điểm cả làng miến Cự Đà lại hối hả vào mùa. Miến được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề, trải qua những công đoạn hết sức tỉ mỉ. Nói chung ấy là vẫn dùng cái mâm bộ gỗ làng gọi là cái mâm vỉ. Mâm vỉ. Và cái gì làng gọi là cái mâm vỉ thì trong đó đựng những bát gì ạ? Bát trước đây thì làm cỗ. Những chiếc bánh tráng được căng trên tấm phên lớn và phơi ở mọi nơi, từ sân phơi trong nhà, trên sân thượng, bãi sân rộng và ngay cả những con đường làng. Những phên bánh tráng phơi trong nắng cứ thế nối tiếp nhau trên từng ngõ ngách, thu hút sự tò mò của những du khách nơi đây. Đặc biệt, sợi miến Cự Đà có màu vàng óng hoặc trắng mịn, khi nấu lên có vị thơm ngon, giòn và dai rất vừa miệng. Chính vì thế, miến làng Cự Đà được thực khách trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Ngày nay, cuộc sống càng phát triển. Để giải phóng sức lao động, những người dân tại làng Cự Đà đã sử dụng máy móc vào việc làm miến. Toàn bộ dây chuyền bánh tráng cũng như máy cắt miến được cải tiến và đưa vào sản xuất, khiến cho năng suất nâng cao. Chính vì vậy mà những năm gần đây, đời sống của nhân dân trong làng không ngừng cải thiện. Ngoài nghề truyền thống, những người dân Cự Đà còn tự hào với những ngôi nhà cổ có từ hàng trăm năm nay. Những ngôi nhà cổ được quy hoạch ngăn nắp, hai bên ngõ là hai dãy nhà quay lưng vào nhau, thẳng tắp. Chúng tôi đến thăm một ngôi nhà cổ có tuổi đời gần 200 tuổi. Nhà chính gồm 5 gian dài 12 mét, rộng 7 mét với 35 cột gỗ. Nhà được dựng bằng gỗ xoan với nét chạm trổ rất cầu kỳ và điêu luyện trên từng thân cột, xà, vách gỗ. Kỹ thuật điêu khắc trên xà nhà, cột nhà đã đạt đến mức tinh xảo với đường nét mềm mại nhưng cũng không mất đi vẻ sống động tự nhiên. Bàn thờ tổ tiên đặt ở chính giữa ngôi nhà với hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng. Ngôi nhà về mùa đông ấm áp, sang mùa hè lại mát mẻ. Có lẽ chính vì ưu điểm này mà trong thời kỳ hiện đại hóa với những vật dụng sang trọng đang ngày càng chiếm ưu thế trong sự lựa chọn của những người dân, thì chủ nhân của ngôi nhà cổ này vẫn giữ lại ngôi nhà suốt bao nhiêu năm qua. Hàng năm, làng Cự Đà đón tiếp hàng triệu lượt khách tham quan, nên với những người dân nơi đây, hình ảnh những đoàn người chụp ảnh, những nhà nghiên cứu hay những đoàn làm phim không còn xa lạ. Suốt từ đầu đến cuối làng, du khách dù có vào hỏi thăm, xin chén nước hoặc chụp hình, cũng đều nhận được sự đón tiếp hết sức chân thành của chủ nhà. Cái nhà này như thế là cũng khoảng ngót 200 năm rồi. Và người dân Cự Đà chúng tôi thì cũng rất là tự hào vì đã có những các cái cổng nó gắn liền với làng, với con người, với lịch sử của làng. Thế ngoài những cái cổng cái ra thì tất cả các xóm ngõ đều có cái cổng ngõ, cũng cổng ngõ là nó gắn liền với cái hình ảnh của quê hương, của làng xóm, và những bà con ở xa quê thì thường ấy là nhớ đến những các cái cổng làng, là cái cổng gắn bó với từ lúc mình sinh ra và đến lúc lớn lên hay là lúc đi xa cũng vẫn nhớ về những cái hình ảnh của cái cổng làng, cổng xóm của quê hương mình. Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đến với làng lụa Vạn Phúc, nằm ngay sát cửa ngõ phía tây của thủ đô Hà Nội. Cổng làng Vạn Phúc là nơi bắt đầu của con đường chính đi vào những ngõ nhỏ. Cổng cũ có ghi Vạn Phúc Lai Cầu, vạn sự hạnh phúc may mắn đang đến. Ngày nay chiếc cổng ấy có vẻ như không còn hợp với những con đường bê tông mở rộng, với xe ô tô tải ra vào phục vụ nhu cầu giao thương buôn bán ngày càng lớn của người dân.
Nhưng những người dân Vạn Phúc không phá bỏ cổng làng đi mà xây mới với kiến trúc hoành tráng hơn, phù hợp hơn với lối sống hiện đại. Trên mái cổng có gắn biểu tượng của làng Lụa như giới thiệu thương hiệu nghề truyền thống nơi đây cho những du khách trước khi bước chân vào làng. Vừa rẽ vào con đường làng, chúng tôi như đi giữa con đường tơ lụa sặc sỡ sắc màu. Qua các cửa hàng sang trọng, chạy dọc con đường dài nhựa là các mặt hàng quần áo, túi sách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa, sa tanh hoa, đũi. Làng Vạn Phúc hiện có 60% dân cư làm nghề dệt, hàng năm sản xuất từ 2,5 đến 3 triệu mét vuông vải, cung cấp cho nhu cầu sử dụng của những người dân trong làng và cả những vùng lân cận. Lụa Vạn Phúc bền đẹp, mềm mại và nhẹ nhàng. Nét đặc sắc và độc đáo ấy chính là nhờ vào đôi bàn tay khéo léo điêu luyện của người dân Vạn Phúc. Hoa văn trên lụa Vạn Phúc bao giờ cũng trang trí đối xứng, đường nét không rườm rà phức tạp mà luôn mềm mại, phóng khoáng. Đến Vạn Phúc những ngày này không khỏi mừng vui vì tiếng máy dệt rộn ràng khắp chốn. Có lẽ đây là thời điểm hưng thịnh của làng Vạn Phúc. Qua phố Lụa, gần đến đình làng rẽ trái là đến nhà của nghệ nhân Nguyễn Hữu Trình. Ông là một trong ba nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm và đóng góp cho làng nghề Vạn Phúc. Với mẫu thiết kế hoa ban độc đáo sang trọng, ông được trao danh hiệu nghệ nhân làng nghề Việt Nam, giải thưởng bàn tay vàng, tinh hoa làng nghề Việt Nam. Dù tuổi đã cao, nhưng nghệ nhân Nguyễn Hữu Trình vẫn miệt mài với nghề dệt. Ông thường xuyên nghiên cứu để cho ra đời nhiều mẫu hoa văn mới được thị trường ưa chuộng. Trong vòng 2 năm gần đây, ngoài mẫu hoa ban mang lại cho ông nhiều giải thưởng, ông Trình còn sáng tạo ra mẫu hoa loa kèn và mới đây nhất là mẫu lụa Long Vân được nhiều người ưa chuộng. Các cái nghệ nhân dạy nghề là tôi căn cứ vào dựa vào cái chủ đề là Thăng Long nghìn năm văn hiến để thiết kế ra cái mẫu này. Thế thì Thăng Long thì là tôi vẽ đuôi rồng bay, đuôi rồng đang bay. Đấy, là Thăng Long. Văn hiến là cái khuê văn cát. Hai con rồng trầu vào cái khuê văn cát. Để mình muốn là tôn vinh lên cái con rồng nó trầu vào khuê văn cát này là muốn tôn vinh cái văn hiến, cái trí tuệ Thăng Long Hà Nội của dân tộc. Chục năm công tác ở Tây Bắc thì có 20 năm là tôi chứng kiến cái mùa hoa ban. Thế và cũng là cái lưu luyến với đồng bào Tây Bắc vì cái hoa ban nó lại mang đặc trưng của đồng bào Tây Bắc. Cho nên là khi tôi đưa cái mẫu này dự thi thì ban giám khảo đã chọn cái mẫu này là cái giải nhất của cuộc thi quà tặng nghìn năm Thăng Long vừa rồi. Kết thúc cuộc hành trình, chúng tôi trở về với Hà Nội. Con phố Thụy Khuê được coi là phố có nhiều cổng làng nhất. Có lẽ bởi phố này gắn với vùng bưởi có nghề làm giấy gió. Nhịp chảy yên thái trong câu ca xưa chính là nói về tiếng chảy giã gió vọng từ làng bưởi thuở nào. Bây giờ, vùng bưởi vẫn còn nhiều cổng làng nguyên vẹn như xưa, như cổng làng Hồ, cổng làng Đông, cổng làng Hồ Khẩu tại số 370, cổng Xanh, làng An Thái Thọ. Người vùng bưởi thường kể rằng, cổng làng Yên Thái số 562 Thủy Khuê, người dân trong vùng quen gọi là cổng Giếng, tương truyền là nơi được vua Tự Đức đặt cho 4 chữ vàng, mỹ tục khả phong vào năm 1867. Đến nay, cổng vẫn còn đó như một minh chứng trước thời gian. Hôm nay, đô thị hóa đã biến làng bưởi xưa thành phường, thành phố, nhưng những cổng làng thì vẫn còn đó, ẩn hiện dưới những tán cây, dưới những ngôi nhà cao tầng hiện đại. Cổng làng sang thế kỷ 20 dần mất địa vị nguyên thủy vì đã phát triển không gian của thôn làng, nay đã hướng theo xu thế hội nhập. Xu hướng này đã phá hủy một số công trình có tính chất văn hóa cổ xưa của dân tộc. Bởi nhu cầu giao thông ngày một lớn thì cổng nhỏ ngõ nhỏ
đã cản trở xe cộ qua lại. Có rất nhiều cổng ở Thụy Khuê đã được sửa sang, xây mới lại, hiện đại hơn. Nhưng những người có trách nhiệm nơi đây vẫn cố gắng giữ lấy nếp cổng cũ như một niềm trân trọng quá khứ. Đêm đến, phố xá dường như vắng hơn. Những ngôi nhà đã lên đèn và quán trà đá ven đường đã bắt đầu mở hàng. Chúng tôi ghé vào quán nước của chị Nguyễn Thị Trung. Chừng ấy năm trôi qua, chị đã chứng kiến không biết bao sự đổi thay trên con phố, cũng như sự đổi thay của cổng làng. Tôi về đây đã được 21 năm làm dâu ở làng này rồi, nên là thuộc địa danh của làng Hồ Khẩu. Dân làng đi lại thì vẫn để nguyên cái bản của bậc đá đấy, cho nên là không có phá đi, vẫn để bậc như thế để đi. Còn các đường đi mà rẽ nên là xe đạp, xe máy là đi ngõ khác, ngõ bên cạnh và các ngõ bên. Cổng chính thì để những ngày lễ hội đi trước. Còn các cái cổng này để dùng để cho đám cưới hoặc là các lễ ăn học, đám ma. Chúng tôi, những người làm chương trình này không khỏi bùi ngùi khi phải chứng kiến những chiếc cổng làng ngày một mất dần đi theo dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng thật mừng vì ở nhiều nơi khi cổng làng đã không còn nữa, song những cánh cổng xưa vẫn còn sống mãi trong tâm tưởng người dân và là nét đẹp biểu tượng của quê hương. Cùng chung với ý nghĩ ấy mà thi sĩ Mạc Trường Thiên đã viết bài thơ Cổng Làng với những câu thơ giàu cảm xúc mà chúng tôi mạo muội trích vào để thay cho lời kết như sau. Cổng làng, nơi người già thường ngồi kể về quá khứ, khách vãng lai dừng chân, chú nắng chiên nồng, nơi lũ trẻ trèo leo và chim về làm tổ, lá rơi nhiều khi gió chớm vào đông. Cổng làng, nơi chứng kiến những thăng trầm hưng phế, màu rêu xanh bàng bạc tháng năm dài, có ai đó bước phiêu linh hoài vọng, giấc mơ thầm ẩn hiện, cổng làng